Mỗi khán giả cùng đến với chương trình đồng hành cùng nông dân. Rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình đồng hành cùng nông dân. Trước tiên, thay mặt những người thực hiện chương trình, gửi đến bà con và quý khán giả lời chúc năm mới, an khang, tịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa bà con và quý khán giả, từ phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai phát động trong những năm qua, đã tạo động lực kích lệ nông dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy lợi thế của địa phương. phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền dững là một trong ba phong trào trọng tâm của hội luôn được hội nông dân tỉnh đồng nai và các cấp hội trong tỉnh tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ và đạt được những kết quả to lớn góp phần khích lệ đồng viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất hàng năm các cấp hội đều triển khai đăng ký và bình xét công khai hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp nhờ đó số hộ đăng ký và đặt danh hiệu đều tăng cao trong năm 2018 thì hội nông dân tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hội nông dân cấp huyện hướng dẫn và vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua thực hiện cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và qua tuyên truyền vận động thì trong một năm thì đã có trên 120.000 lượt hội viên nông dân đăng ký thi đua để đạt cái danh hiệu nông dân giỏi cấp cấp từ cấp cơ sở rồi cấp huyện cấp tỉnh và cấp trung ương và qua cái đánh giá kết quả cuối năm thì có trên 70.000 lượt hội viên nông dân đạt cái danh hiệu hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và cũng qua cái phong trào này thì cũng đã tạo được cái sức lan tỏa là có rất là nhiều hộ nông dân sản xuất giỏi khá đóng góp nhiều tiền rồi là ngày công rồi là giống rồi khoa học vân vân để mà hỗ trợ cho rất là nhiều hội viên nghèo có điều kiện sản xuất vươn lên thoát nghèo và cũng qua một năm vận động như vậy thì các hội viên là nông dân khá giàu cũng đã giúp được trên 4.000 lượt là hội viên khó khăn về kinh tế để có điều kiện vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững và qua đó thì cái đời sống của bà con nông dân được nâng lên và bà con nông dân thì có cái điều kiện để mà mua sắm và hưởng thụ một cái tết đầy đủ hơn. Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thực sự trở thành động lực khuyến khích nông dân làm giàu, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh. Từ sức lan tỏa của phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, như trường hợp hộ ông Nguyễn Tấn Dũng ở xã Hưng Thịnh, huyện Trắng Bơm là một ví dụ điển hình. Thưa bà con và quý khán giả, năm nay đã ngót nghét ở tuổi 70, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng ở xã Hương Thịnh, huyện Trảng Bơm vẫn tìm thấy niềm vui và gắn bó với mảnh vườn rộng hơn 400 m2 trồng thanh long ruột đỏ. Đây là cây trồng đã giúp ông có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá. thưa bà con và quý khán giả, vào những ngày đầu năm mới 2019, những người thực hiện chương trình đã đến thăm vườn Thanh Long của ông Nguyễn Tấn Dũng ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom. À, được biết thì vườn thanh long của ông nổi tiếng với mẫu mã đẹp và chất lượng ngon. À, còn riêng bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng là một nông dân sản xuất giỏi của xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ để nghe nhà nông này chia sẻ về cảm nhận của mình trong những ngày đầu năm. À, xin chào ông ạ. À. À, ông có thể cho biết là lý do vì sao mà ông chọn gắn bó với cây thanh long ạ? À? Tôi thấy cây cây dây thanh long thì nó 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 có cái 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 kinh tế là trái đà hàng tháng thành chúa thấy nó ổn định cho nên tôi mới chỉ qua trồng ở thanh long ừ, ông có thể cho biết là để có được trái thanh long vừa đẹp mẫu mã vừa đạt được chất lượng ngon để phục vụ cho thị trường tết năm nay á thì ông có thể cho biết là cái kỹ thuật chăm sóc nên như thế nào để đạt được cái kết quả như vậy à? nếu mà muốn cho cái tay nó xanh thì nó cũng kết hợp hai thành phần cái điểm thứ nhất là tay xanh dày đẹp và là mình dinh dưỡng lúc còn nụ rồi cái khi mà vô trái rồi cái vuốt tay nữa ừ, kỹ thuật vuốt tay mà có quan trọng nhất là cơ hội còn đủ để muốn cho cái tay nó dày còn còn về chất lượng nếu mà mình đi dinh dưỡng đúng cho nó thì ừ, đi hữu cơ cũng có mà vô cơ cũng có nhưng mà cái thời điểm mà trái đi phân cuối cùng á là nên đi cái nhất là cái chất nó hơi có kali hơi cao một chút Ví dụ như 15 15 15 thì nó cũng khá là ổn định đó. Còn bình thường cái giữa trung trung mình đi 20 20 15. Đó thì nhưng mà cái đợt cuối đi 15 15. Tất nhiên hàm lượng kali đạm lân nó bằng nhau hết, thì cái trái nó sẽ ngon. À, với những cái kỹ thuật như ông chia sẻ thì sau khi áp dụng thì cái kết quả mang lại như thế nào? Cụ thể về cái sản lượng cũng như là cái giá cả mùa thanh long Tết năm nay như thế nào? À? thường thường mình đánh cái sản lượng đi mỗi năm nó có thể cứ có bình, trung bình kể 12 cho tới 15 tấn ừ, giá bán giá bán thì cái thời điểm mà vào cái cái hàng mùa thì um, nói chung chung mình kể bình quân nó 10.000 kg đi rồi, còn cái cái mùa đèn này thì như năm rồi thì 4 40.000 ngàn cho tới 50 nhưng mà năm nay thì 20 22 thì thấy cuộc sống kinh tế thì nên em nó cũng ổn định đó. Tết này cũng 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 vui. Với 500 gốc thanh long ruột đỏ 6 năm tuổi, ông Nguyễn Tấn Dũng thu được 9 đến 10 đợt trái một năm với mẫu mã đẹp, chất lượng ngon để phục vụ thị trường Tết nhờ ông nắm vững kỹ thuật xử lý thanh long ra hoa trái vụ. Ngoài cây thanh long cho nguồn thu ổn định, chuối cũng là cây trồng được người dân ở Trảng Bơm chọn để phát triển diện tích. Nhiều hội viên nông dân ở thủ phủ của chuối tự tin làm giàu nhờ loại cây trồng này như trường hợp của ông Lý Minh Hùng, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Thanh Bình. Thưa bà con và quý khán giả, xã Thanh Bình là địa phương có diện tích trồng chuối kế mô lớn nhất của tỉnh Đồng Nai. Với diện tích 700 m thì sản lượng mỗi năm cung cấp cho thị trường là không hề nhỏ. Và để giúp cho người nông dân tránh được cảnh đụng hàng dội chợ được mua rất giá, thì ông Lý Minh Hùng, À, một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã Thanh Bình huyện Trảng Bom đã tìm được một hướng đi riêng cho mình cũng như giúp cho nhiều người dân trồng chuối ở đây. À, xin chào ông ạ. À. Chào. Thưa ông ạ, à, à, hướng đi nào để giúp cho người nông dân có thể có được cuộc sống ổn định nhờ cây chuối hả? À? Thì thật sự là những năm vừa qua đó diện tích tăng không ngừng của nông dân xã Thanh Bình nói riêng và nông dân ở những xã lân cận của Thanh Bình nữa, thì với cái cái, cái sản lượng ngày càng tăng như vậy thì cái thị trường mà hiện trước nay chỉ có bán cho tư thương ở Trung Quốc thôi thì nó rất là bấp bênh cũng như được năm thì được mùa thì lại mất giá có những năm đã lao đao rồi thì tôi cũng băn khoăn làm sao cái những cái chủ lực của mình mà vùng đất mà thiên nhiên rất là ưu đãi cho cái vùng đất thanh bình mình là trồng chuối rất tốt mà mình trồng chuối mà mình không tìm ra cái được cái cái đầu ra bán cho ai thì cũng rất là lo lắng chính vì vậy mà tôi cũng có những cái dịp mà đi học hỏi, rồi cũng được các tổ chức đặc biệt như hội nông dân hay là chỗ phòng kinh tế của huyện hay sở công thương này cho đi để mình tìm hiểu những cái cái công ty hoặc là những cái cá nhân nông dân họ làm giỏi để mình học thì tôi mới thấy là là hiện nay cái những cái hướng mà sản xuất chuối và nam mỹ này á, là thị trường họ cần rất nhiều họ cần rất nhiều chứ không phải là không cần đâu hoặc là một ai đó cứ nghĩ là thừa rồi đừng trồng nữa cũng không phải như vậy. mà chúng ta phải hiểu là thị trường cần cái gì hiện nay thiếu là thiếu cái sản phẩm thật sạch cho, cho họ đáp ứng được cái 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 sức khỏe cho họ nữa. Thì chính vì cái đó mà tôi cũng mong muốn làm sao mà cộng tác với nông dân để làm cái hướng sạch này. Chỉ có hướng sạch này mới là bền vững. Hiện nay trên thế giới họ rất cần cái hướng sạch. Được biết là đầu năm 2019 thì mình đã thành lập hợp tác xã. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về những cái định hướng tương lai của mình thưa cô cũng nó cũng đòi hỏi từ cái nhu cầu thực tế thì muốn làm ăn với nhau thì phải hợp tác bây giờ là xu hướng hợp tác là chính ngay cả bộ phận nông dân chúng ta hợp thành lập hợp tác xã với nhau được cùng ngồi lại cùng chia sẻ chi phí cùng nhân công rồi cùng bàn tìm đối tác để cùng bán bán cho họ rồi cùng hưởng lợi nhuận hiện nay nếu mà nông dân làm được như vậy theo tôi nghĩ là rất là bền vững mà bắt đầu mình không còn là ở chiếu dưới nữa mà là mình ở một cái dấu ngang cùng với họ đàm phán giá hẳn hoi tại vì cái cái sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi mà có thể làm ra đúng quy trình là nó sạch sạch thì giá phải khác như vậy là chúng tôi không phải đi năn nỉ ai để mua nữa tôi chỉ chào hàng thôi giá của chúng tôi là như vậy tôi làm đúng như thế anh ưng thì anh mua mà nếu mà anh không ưng tôi lại đối tác khác thôi tại vì thị trường đang cần cái đó mình xác định là như vậy chúng tôi xác định là mình làm cái gì thị trường cần chứ không phải làm cái gì mình có. Nếu mà làm được như vậy thì chắc ăn là chúng tôi sẽ bền vững. Đặc biệt là nông dân trong cây chuối này thu nhập rất là là ổn định, đặc biệt là cao hơn. Hiện tại, hợp tác xã liên kết tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình có 10 thành viên tham gia sản xuất trên diện tích 50 hecta. Khi tham gia vào hợp tác xã, ngoài kiến thức nhận được, xã viên có thể yên tâm về đầu ra sản phẩm. Bởi hợp tác xã tuy mới thành lập nhưng đã nhận được rất nhiều lời mời cộng tác theo chuỗi từ các công ty. Điều quan trọng là nông dân phải liên kết lại với nhau và sản xuất ra được những cái sản phẩm thủ cơ sạch đáp ứng được nhu cầu của thị trường. À, bản thân ông đã áp dụng được theo cái quy trình đó rồi, thì ông có thể chia sẻ thêm về những kết quả mà mình đã đạt được. Làm theo quy trình này, theo tôi nghĩ là rất tuyệt tuyệt vời cho nông dân. Mà về lâu về dài, cái nguồn đất nó sẽ mang lại chủ phú cho chính nó. Nó ăn, à, mình ăn cây quả chuối rồi mình phải trả lại cho đất những cái gì. Chứ hiện nay mà dùng phân hóa học thì chắc có lẽ 5-10 năm nữa không còn cây chuối nào thanh bình đâu. Tại vì đất nó thoái hóa do lượng phân ồ ạt đổ xuống, do lượng thuốc ồ ạt đổ xuống sẽ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cho chính nông dân của họ. Thì đây cũng nhân dịp mà đầu xuân tôi cũng mong muốn là nông dân thanh bình mình có thể suy nghĩ. Có một cách nào đó để mình nghĩ lại coi, có thể lúc này lúc kia mình lời thật, nhưng mà có những lúc có lẽ là thị trường nó không cần nữa. Thì mình phải đánh đo suy nghĩ cái điều đó mình đặc biệt là mình trồng làm sao nó bây giờ áp dụng khoa kỹ thuật nó cũng rất là nhiều kênh rồi thì chúng ta tìm hiểu để mình tự cứu mình trước khi người ta cứu mình để nó đối chứng tức là một hecta tôi làm theo cái hướng sạch này và một hecta làm theo cái hướng mà nó hiện nay nông dân đang làm đó chắc có lẽ là lợi nhuận tôi nó phải là phải gấp gấp hơn gấp rưỡi thậm chí nó có thể gấp đôi tại thị trường tôi là thị trường rất là cao cấp Ờ, có thể là bây giờ chúng ta giờ cái, cái cái đang là nông dân đang sản xuất chuối như hiện nay mà không theo cái cái chuỗi sạch ấy, thì chỉ có quanh trung quốc thôi nhưng mà thị trường như chuối như thế này nó sẽ được đi nhật rồi sẽ được đi hàn quốc vươn xa nữa là mỹ rồi châu âu rồi khối ả rập đó là những cái thị trường mà nó khó tính hơn thì cô biết là nếu mà anh khó tính mà ăn cái sản phẩm này thì tất nhiên là giá nó sẽ phải cao hơn các anh dễ tính thì tiền nào của đấy mà đối với uh, hợp tác xã thì trước khi thành lập thì chúng tôi cũng đã phải có định hướng và uh, cùng với địa phương phải chọn con người uh, phải chọn được con người là ví dụ như anh Hùng giám đốc hợp tác xã chuối Thanh Bình đây chẳng hạn thì anh là người tâm huyết với uh, cây chuối tâm huyết với nông nghiệp và đồng thời là một con người uh, am hiểu và có kiến thức về nông nghiệp thì do đó mà khi mà mà chọn một con người như thế thì uh, chúng tôi cũng muốn gửi gắm muốn gửi gắm vào cái ngành nông nghiệp này uh, một cái uh, chiến lược lâu dài là phải phát triển bền vững và đưa cái cây chuối của trảng bom cũng như đồng nai là vươn xa hơn nữa để về lâu về dài thì nông dân chúng ta vào một cái chuỗi để từ đó là sản xuất ổn định lâu dài trên một hecta ông Lý Minh Hùng trồng khoảng 2.300 cây chuối. Sau 9 đến 10 tháng sẽ cho thu hoạch với năng suất từ 50 đến 60 tấn một hecta, chuyên cung cấp cho những thị trường khó tính với giá bán ở mức cao và ổn định. Mô hình trồng chuối của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Lý Minh Hùng là hướng đi để bà con có thể tham khảo. Và xin lưu ý rằng, để việc áp dụng mang lại thành công, nhất thiết người dân trồng chuối phải liên kết và sản xuất theo quy trình sạch. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin kính chúc bà con và quý khán giả một năm mới tấn tài, tấn lộc tấn bình an. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.